Kính chào quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Em tên là Võ Thanh Ngân, học sinh lớp 72, liên đội phó ban chỉ huy liên đội trường trung học cơ sở Trần Phú. Một ngôi trường được thành lập từ năm 1975, thuộc thị xã Trà Vinh, với quy mô trên 10 lớp học. Trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, trường được đổi tên nhiều lần với quy mô ngày càng lớn và hiện đại. Năm học 1991-1992, trường được tách ra thành trường cấp 2 Long Đức. Ngày 23 tháng 8 năm 2016, trường đổi tên thành trường trung học cơ sở Trần Phú. Trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2 ngày 19 tháng 12 năm 2016. Là những người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hùng. Chúng em, những đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, rất tự hào vì nơi đây có đền thờ Bác Hồ, công trình của những trái tim. Việc học tập, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp về truyền thống của quê hương là trách nhiệm của mỗi chúng em hôm nay và các thế hệ mai sau. Đền thờ Bác Hồ nằm cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 5 km về phía Bắc. Trong suốt những năm kháng chiến đấu khốc liệt, việc xây dựng và cuộc chiến đấu bảo vệ, giữ gìn ngôi đền là cả một kỳ tích của đảng bộ, quân và dân xã Long Đức anh hùng. Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tâm nguyện chung của quân dân Long Đức và một số vùng giải phóng phụ cận, cũng như của nhân dân thị xã trong vùng địch chiếm, đều mong muốn có được một địa điểm làm nơi thờ phụng và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc xây dựng đền thờ Bác là hợp với ý đảng, lòng dân. Sau khi tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng, Thủy ủy Trà Vinh và chi bộ Long Đức đã thống nhất địa điểm xây dựng đền thờ chỉ cách đồn Vĩnh Hưng 800m và cách 1500m đường Chim Bay là một căn cứ quân sự của Mỹ. Ngày 10 tháng 3 năm 1970, đền thờ Bác Hồ được khởi công xây dựng dưới tầm đạn pháo của địch. Miệt mài gần 10 tháng làm việc, bất chấp bom đạn, sự đánh phá can ngăn của địch, quân dân Long Đức Trà Vinh đã chung sức, đồng lòng hoàn thành đền thờ Bác Hồ và chính thức khánh thành vào ngày 26 tháng 1 năm 1971, nhằm đúng ngày 30 Tết Nguyên Đán, năm Tân Hợi, trong niềm vui của nhân dân. Ngôi đền được làm bằng các vật liệu thiên nhiên, thiết kế kiểu khối vuông, nóc bánh ú, mái lợp lá. Nhưng sự tồn tại của ngôi đền bên cạnh các cơ quan đầu não ngụy quyền trong tỉnh và giữa hệ thống đồn bốt dày đặc của địch khiến chúng ngày đêm điên cuồng đánh phá, càn quét cấp đại đội rồi tiểu đoàn cùng hàng trăm trận sử dụng hỏa lực hủy diệt bằng pháo binh, máy bay, tàu chiến. Từ 1971 đến 1975, địch đã 3 lần đốt phá ngôi đền, hơn 500 tên địch và 3 tên sĩ quan ác ôn đã phải đền tội cho hành động đi ngược lại ý đảng lòng dân của ta. Cuộc chiến đấu bảo vệ đền không chỉ thể hiện tấm lòng người dân Long Đức, Trà Vinh với lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn trở thành biểu tượng cho ý chí sắt đá, quyết tâm thống nhất tổ quốc, là pháo đài niềm tin của nhân dân Trà Vinh đối với con đường Bác Hồ và đảng đã chọn. Với các giá trị ý nghĩa lịch sử ấy, sau ngày đất nước thống nhất, ngày 5 tháng 9 năm 1989, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngày 1 tháng 1 năm 2010, ngôi đền được phục chế theo nguyên trạng. Bên ngoài có nhà bao che, hình dáng một đóa sen hồng đang bừng nở để che mưa, che nắng cho ngôi đền. Nhà trưng bày với nhiều hiện vật, tài liệu, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Bác, truyền thống đấu tranh anh dũng cũng như quá trình xây dựng và bảo vệ ngôi đền. Nhiều hạng mục như nhà sàn Bác Hồ, cổng chào, nhà dừng chân, nhà truyền thống bảo tàng lịch sử tỉnh, nhà trưng bày thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với nhiều hiện vật được xây dựng. Dù ở đâu, xa hay gần, trong hay ngoài nước, khi đến viếng Bác tại đền thờ, mọi người đều có chung ý nghĩ. Đền thờ nhỏ mà tấm lòng, ý chí nhân dân Long Đức hết sức lớn. Đi thăm đền, tưởng chừng như cụ Hồ có mặt nơi đây. Mưa nắng có thể lâu ngày làm ngôi đền hư hỏng, nhưng tinh thần yêu nước, chiến đấu của đồng bào Long Đức vẫn đời đời sáng chói như mặt trời soi sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mãi mãi về sau. Hàng năm, Liên đội trường trung học cơ sở Trần Phú đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần chăm sóc, bảo vệ ngôi đền và tổ chức nhiều hoạt động tham quan về nguồn nhân các sự kiện quan trọng và các ngày lễ lớn của đất nước. Đền thờ Bác Hồ, biểu tượng bất diệt, tấm lòng son sắt của nhân dân Nam Bộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lịch sử có bao nhiêu điều kỳ diệu. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh là một trong những điều kỳ diệu ấy. Và cũng chính nơi đây, chúng em sẽ cùng nhau cất cao tiếng hát bài Tiếng Quân Ca, Quốc Ca Việt Nam để thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ và tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hòa bình và phát triển của đất nước Việt Nam ngày hôm nay và mãi mãi mai sau. Mình
Đồng hồn Việt Nam.